tăng cường kiểm tra hành khách tại các cửa ngõ, bến xe, tàu, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Hàng ngàn can nước ngọt hỗ trợ miễn phí cho bà con vùng ngập mặn. Phạt nguội qua camera giám sát cố định, tài xế than hiếm nơi dừng đỗ. Kho chứa hàng bất ngờ phát cháy, cả khu dân cư hoảng loạn. Tata Show, vở diễn thực cảnh đa phương tiện đầu tiên tại Việt Nam. Phút đời thường hôm nay, mời quý vị đến với hành trình gieo ước mơ cho các em nhỏ từ 1001 thư viện bản xa của nhóm Chủ nhật yêu thương. Kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc nhìn trưa nay. Một thông tin mới mở đầu cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tổ chức kiểm soát các đối tượng đến và về địa phương để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, kịp thời cách ly, điều trị, tránh lây lan trong cộng đồng. Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp cùng các lực lượng như công an, nhân viên y tế, kiểm soát quân sự, thành lập các chốt, trạm kiểm soát tại ranh giới của các trục giao thông đường bộ vào tỉnh như quốc lộ 1, quốc lộ 63, đường Xuyên Á. Lực lượng chức năng cũng tiến hành thu thập thông tin khai báo y tế đối với tất cả các ô tô, xe máy đến địa phương từ vùng có dịch, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh. Ngoài ra, tổ kiểm soát tại bến xe phường 6 Cà Mau cũng được thành lập để kiểm, đếm hành khách và thực hiện khai báo y tế đầy đủ thông tin hành khách, lái xe và phụ xe. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thì tiến hành di chuyển cả xe về trường quân sự địa phương để cách ly y tế theo quy định. Trước thực trạng tỉnh Bến Tre đang bị hạn hán xâm nhập mặn gay gắt, người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt. Những ngày qua, tại phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xuất hiện nhóm bạn trẻ tình nguyện viên thực hiện việc bơm nước ngọt vào can, sau đó vận chuyển đem đi hỗ trợ cho người dân. Gần một tuần qua, cứ vào khoảng 17 giờ chiều hàng ngày, tại khu vực bờ kè thuộc khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, lại xuất hiện hình ảnh rộn ràng, nhộn nhịp và đầy ý nghĩa này. Ước tính đến thời điểm này, nhóm đã vận chuyển hỗ trợ miễn phí được 2 đợt với trên 1.000 can nước ngọt, tổng chi phí gần 10 triệu đồng do thành viên trong nhóm đóng góp cùng các mạnh thường quân trong và ngoài thị xã hỗ trợ. Dạ, thì em tìm hiểu trên mạng thì em thấy bà con mình ở Bà Sô Long thì đang bị xâm nhập mặn, hạn hán thiếu nước ngọt sử dụng, nên em cũng muốn góp một chút công sức nhỏ vào cái giúp bà con trong lúc hoàn cảnh khó khăn này. Theo kế hoạch, nhóm sẽ triển khai thực hiện công việc này đến khi nào các địa phương tại tỉnh Bến Tre kiểm soát được tình hình hạn mặn và người dân không còn cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt, do đó rất cần sự đồng hành cùng các mạnh thường quân. Từ ngày 10 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm ghi hình, xử phạt hành chính thông qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định tại 14 tuyến đường. Việc xử phạt tập trung vào các hành vi vi phạm lỗi dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Sau hơn một tuần triển khai cho thấy, bên cạnh việc chuyển biến tại một số tuyến đường thì vẫn có không ít người điều khiển phương tiện bị camera phát hiện hành vi vi phạm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ô tô vẫn xếp hàng dài trước khu vực bệnh viện Từ Dũ, mặc kệ biển cấm dừng, cấm đổ và cảnh báo camera ghi hình phạt nguội. Hôm nay tôi chở vợ đi khám bệnh ở trong bệnh viện Từ Dũ đây nè, nhưng mà không có chỗ nào để đậu xe ô tô hết, nên tôi bắt buộc phải đậu ở đây. Mặc dù biết là sẽ phạt nguội camera, nhưng mà tôi bắt buộc phải chịu thôi. Còn tại đường Lê Duẩn, quận 1, hàng chục xe taxi nối đuôi nhau đậu dưới biển báo, tuyến đường có giám sát xử phạt bằng camera. Giờ phạt về cũng phải chịu thôi, chứ giờ của em chạy xe dịch vụ taxi, giờ chiều phải đậu tài, phải xếp tài kiếm khách, chứ giờ đang bị dịch bệnh này đâu có khách khứa gì đâu. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu một tuần sau khi triển khai thí điểm việc xử phạt qua camera giám sát cố định là 93 trường hợp vi phạm bị lập hồ sơ gửi đến chủ phương tiện. Đầu năm 2020, siêu phẩm giải trí thực cảnh đa phương tiện đẳng cấp thế giới lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường giải trí Việt Nam mang tên Tata Show đã ra mắt. Trình diễn hàng đêm tại Vinpearl Nha Trang thu hút đông đảo khán giả chiêm ngưỡng.
được xây dựng bởi đạo diễn Việt Tú, vở diễn kết hợp công nghệ mapping 3D hiện đại, trình diễn ánh sáng, khói lửa và phần biểu diễn của 150 diễn viên trong nước và quốc tế. Tata Show kể về cuộc phiêu lưu đến xứ sở thần tiên của nàng công chúa Tata, cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, và cuối cùng chân thiện mỹ sẽ lên ngôi nhờ lòng can đảm, thiện lương và tình thương yêu trong sâu thẳm mỗi con người. Đây là siêu phẩm giải trí Made in Việt Nam đầu tiên sử dụng công nghệ chiếu hình hiện đại nhất thế giới, mang đậm dấu ấn sáng tạo bản địa, thân thiện với khán giả, đặc biệt là đối tượng gia đình và trẻ em. Đây là một cái tác phẩm giải trí mà rất là hấp dẫn, rất là thú vị và nó dành cho mọi lứa tuổi, mang hơi hướng âm hưởng của thế giới với cái đẳng cấp quốc tế và do người Việt Nam thực hiện và bởi một nhà đầu tư của Việt Nam. Mà điều quan trọng là gì? Là chúng ta đến đây, chúng ta sẽ được xem những cái thứ mà trước đây chúng ta phải mua vé đi rất là xa đến các nước trên thế giới để thưởng thức nó, thì giờ đây nó hiện hữu ngay ở đây, một mảnh đất rất là tươi đẹp, rất là tuyệt vời ở miền Trung Việt Nam, đó chính là Nha Trang. Mình đi qua Vinpearl đó là mục đích của mình là để coi cái sau Tata Show đây nè. Tại vì mình nghe nhiều người đi, nhiều người review lại rồi. Đây là qua bên này là nhất định phải coi cái này nó cũng là mới nên mình muốn trải nghiệm, muốn thử mà đúng là không ngoài mong đợi của mình luôn. Được đầu tư 4,5 triệu đô la Mỹ, Tata Show được nhà đầu tư Vingroup kỳ vọng tạo ra được một siêu phẩm giải trí mang đẳng cấp và chất lượng quốc tế, là thực đơn giải trí nhất định phải thực hiện khi du khách đến với Nha Trang, dành cho mọi lứa tuổi, mọi quốc tịch và ngôn ngữ. Một kho chứa hàng hóa hỗn hợp của người dân tại một con hẻm trên đường Liên Khu 56, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 3, người dân thấy kho chứa hàng rộng khoảng 100m² tại con hẻm trên đường Liên Khu 56 bất ngờ bốc cháy. Lúc này người dân xung quanh hô hoán, huy động người dân dập lửa nhưng cổng rào khóa ngoài. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng và chủ kho gần đó đến mở cửa xông vào dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân điều 3 xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt, không để cháy lan sang nhà dân liền kề. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu nhận định do chập điện, nhờ phát hiện kịp thời nên hậu quả không quá nghiêm trọng. Chiều 18 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Ngọc, 68 tuổi, ngụ thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2012 đến năm 2015, bà Ngọc đã nhận tiền và hồ sơ của nhiều người có nhu cầu xin việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc, bà Ngọc hứa với những người này trong vòng 3 đến 6 tháng là sẽ có quyết định đi làm tại một số cơ quan hành chính, sự nghiệp của nhà nước. Tuy nhiên, sau khi những người nhờ xin việc chuyển tiền, bà Ngọc giữ lại 640 triệu đồng của 4 người, rồi đem số tiền này trả nợ cho người khác. Các bị hại đã trình báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc. Thưa quý vị, tại một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, có một căn nhà luôn rộng cửa để chào đón những người có niềm yêu thích với những cuốn sách. Cứ vào mỗi cuối tuần, căn nhà nhỏ ấy lại trở nên tấp nập. Mỗi người tới đây đều với một mục đích là nhằm góp một công sức nhỏ của mình, tạo nên những thư viện sách cho những em nhỏ ở bản xa. Đó là ngôi nhà của anh Nguyễn Tú Anh, cũng là người sáng lập nhóm Chủ nhật yêu thương. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện ý nghĩa ấy ngay sau đây, quý vị nhé! Căn nhà chỉ vỏn vẹn hơn 100m², nhưng chứa đến hàng ngàn cuốn sách. Sách chất đầy từ phòng khách cho đến phòng ngủ và ngay cả gian bếp. Đây là những cuốn sách mà các điểm trường thôn bản đang chờ để được chuyển đến lập thư viện tủ sách. Nguồn sách thì mình nói từ nhiều nguồn. Nhất là xin thì có thể xin từ bạn bè và người thân, rồi bạn của bạn bè. Mua thì mình mua sách cũ, mua sách mới, sách cũ ở các tiệm sách cũ ở Sài Gòn này thì đều biết chúng mình cả. Sách mới thì mình mua công ty sách, nhà xuất bản là rất là nhiều. Mình mua chúng mình mang cả ô tô tới chợ để về.
lần mua thì số lượng rất là lớn, với cả chục ngàn quyển một lần. Hình thành đã hơn 10 năm, thành viên trong nhóm là các bạn sinh viên, học sinh hay cả những người yêu sách. Họ biết đến nhau qua mạng xã hội, các phương tiện truyền thông và truyền miệng. Đến nay, số lượng thành viên của nhóm cũng đã hơn 1.000 người với những công việc khác nhau. Tuần á, thì chủ nhật mọi người sẽ tập trung ở đây và đóng sách để chuyển lên thư viện cho mấy em nhỏ. Và mình cũng như mọi người cũng tới đây vào ngày cuối tuần. Thì sẽ có một người đóng sách, một người soạn sách. Mình sẽ soạn theo từng cái nhóm, ví dụ như là nhóm văn học hay là nhóm chuyện thiếu nhi. Mình gửi cho mấy cái địa điểm trường á, thì có thể là sách mình gửi cho mấy em nhỏ, hoặc là gửi cho phụ huynh, hoặc là gửi cho thầy cô. Có 3 đối tượng, thì tụi mình sẽ gửi phân loại ra, mình gửi lên. Với mục tiêu xây dựng 1.001 thư viện bản xa, đến nay nhóm đã thực hiện được hơn nửa chặng đường. Hàng triệu cuốn sách đã được gửi đi, hơn 500 các điểm trường đã được xây dựng tủ sách mới, và hàng ngàn em nhỏ có nơi để học tập. Chúng mình cũng rất là mong được là có được nhiều sách hơn để làm được nhiều hơn. Như hiện tại chúng mình mới làm được hơn 500 cái điểm thư viện, thì cũng mong là trong năm nay hoàn thành được 1.000 điểm thư viện. Mỗi năm thì chúng mình có một cái mục tiêu, như năm nay mục tiêu là 1.000.000 quyển sách để lập 1.000 điểm thư viện. Phải năm 2021, 2022, 2023, 2030 là mỗi năm chúng mình cố gắng là kiếm và mua khoảng 1.000.000 quyển sách để gửi lên khắp các bản xa, là các điểm thư viện cho các bé. Không chỉ chứa những kiến thức kỳ diệu về thế giới xung quanh, mà những cuốn sách còn chứa đựng biết bao niềm yêu thương. Những người đến đây, mỗi người tuy một công việc khác nhau, một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích sống là ươm mầm yêu thương từ những trang sách, giúp các em nhỏ đến gần hơn với chân trời ước mơ. Một câu chuyện ý nghĩa đúng không thưa quý vị? Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Còn bây giờ Bích Ngân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.